Chào cả nhà buổi sáng. Xin chào cả nhà. Giờ này mình đi tới đâu chị? Mình đi ăn sáng. Mình xuống chỗ bữa hả chị? Ai? Mình đã đi ăn sáng. Thì hủ tiếu gì đó. Xuống anh Lương hả chị? Xuống anh Lương ha. Anh Cường biết. Đây mình đi Bình Dương bán nước tương. Bây giờ mình đi ăn sáng nha. Mình đi ăn sáng, kiếm gì ăn sáng xong rồi mình xuống Bình Dương thăm kênh YouTube Thôn Nữ Cà Mau. Rồi, hôm nay, mời mà cả nhà đón xem. Hôm nay đoàn của mình sẽ đi giao lưu với kênh Thôn Nữ Cà Mau nha. Ủa, có đem chè heo không vậy? Có chứ. Nước bưởi nó kìa. Kiểu ai muốn ốm thì uống nước bưởi. Thôi anh Lương á, thôi anh Lương á. Xuống cái bào xéo á Cường. Dạ dạ. Thôi anh Lương á. Dạ dạ. Chết bà này đó. Tiền của em. Giờ này mọi người sẽ vô quán hủ tiếu để mình ăn xét trước nha. Cô bán hủ tiếu ở đây rất là đông người luôn. Nói cái tên tiệm luôn đi. Con cho đắt nữa thì chỗ đông ngồi. Kim Lành. Quán hủ tiếu Kim Lành ở chợ Long Thành. Ngã ba cầu xéo. Ngã ba cầu xéo. Hủ tiếu Kim Lành ở ngã ba cầu xéo. Vậy làm em đi qua bên kia mà bún bò. Rồi. Được. Em chọn cái ở đây có hủ tiếu, miếng gà, mì, nuôi. Em hủ tiếu mì xương nha. Cho con tô miếng gà. Gà rồi. Cho tiếp gà nha, hủ tiếu xương đi là. Hết gà rồi nha Tùng. Xương đi. Ăn gì? Cái mì ha. À, đừng có bỏ cái bỏ đừng bỏ. Cái mì đúng rồi. Cái mì đang hai tiệm luôn bà con ơi, tôi dùng hủ tiếu mì với tiệm bún bò. Bên đây cô làm bún bò rồi. Vậy là đem ở bển hả? Rồi, tô. Tô sao? Ở chị hãy đứng chờ bưng luôn nha. Tô bún bò nhìn hấp dẫn chưa? Ngon ha. Gà ba hồ xéo. Gà ba hồ xéo luôn. Thì bún bò Năm nghĩa. Năm nghĩa ngay ngã ba cầu xéo nha bà con ơi. Có đi về Long Thành chơi về trung tâm thì đến ngã ba cầu xéo tiệm bún bò Năm Nghĩa. Hủ tiếu mì cả nhà. Hủ tiếu mì giò. Chị Lo cũng ăn bún bò. Mình cũng ăn bún bò luôn. Bỏ chiếc xe đi làm. Không có chặt của chị đâu rồi. Anh tải hả? Đúng rồi, trong túi xe lại chút quá. Ngay chùa luôn á. Ăn xong rồi mọi người sẽ lên đường. Ăn giả tập trung chuyên môn hả? Phụ Huế này rất là ngon. Em ăn lần đầu tiên là dính chưa rồi.
Giờ này mọi người ăn sáng xong rồi, giờ tiếp tục xuất phát đi về Bình Dương. Mời bà con cô bác cùng tiếp tục theo dõi nha. Rồi đi thôi bà con ơi. Tùy em muốn ăn nhiều mà em ăn. Thấy em thấy là ngon thì em ăn tiếp. Rồi mời bà con cô bác ăn kẹo nha. Ăn xong rồi phải hỏi cho còn hỏi em đâu nữa. Làm nhiều thuốc vậy. Dùng viên à, hai viên chị. Còn hỏi nữa màu gì? Màu gì với màu gì cho hợp lý. Màu đỏ. Chị cho mọi người một hộp kẹo nè để ăn cho đỡ buồn ngủ. Thôi giờ mua giùm cái này là chị mua nó gần cả trăm hộp nha. Về trong hơn. Về trong gái. Ăn đi chị lon gọn kìa. Còn ở nhà để ở nhà còn nhiều lắm để chị gửi về cho nhỏ. Cho hai đứa nè. Có cay không? Không. Nó thích ăn kẹo hả? Kẹo chocolate với lạc phộng á, chịu không? Còn nguyên một hũ kìa. Đem cho nó. Vậy thì mình tiếp tục một hành trình đi về Bình Dương nha. Hôm nay chị Kim Long với mọi người sẽ giao lưu với kênh YouTube Thôn Nửa Cà Mau. Xem từ Đà Nẵng qua về tặng cho Thi con hai khó cho nên là mỗi người trong team là team một đồng nai một đồng tháp là đều song ca với chị hết. Trời đất ơi. Chờ đó xem cái clip đó trên cái clip cái gì. Trời ơi đó ta chắc là cùng ca sĩ Kim Loan. Trời ơi, hay tuyệt vời luôn hả? Chị Loan ca hay lắm, năm rồi thì ca, năm rồi có ca mà năm nay chưa thấy ca. Trời ơi, năn nỉ lắm đó. Năn nỉ lắm mấy ca. Còn nói chú Thanh sống lại mấy ca. Tại vì nhờ chú Út mà cứ Loan ơi, Loan hỏi, Loan ơi đó. Cho vừa lòng Loan. Cho vừa lòng Loan á. À, chú Út quá tận. Dạ, dạ, dạ. Cô Loan, cảm ơn cô Loan. Cái lát hỏi, cô Loan ơi, cho vừa lòng Loan. Đó, 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 cái bài độc quyền của ông Kim Tử Long đó nha. Bữa xuống chứ em mà cũng kêu ca đó không ca thì phải năn nỉ cấp độ cao hơn hay sao. Ca, ca rất là hay nha không Toàn. Hay lắm, cái giọng chị ca hay lắm. Trời có nghe rồi mà, có lúc năm rồi là có gì nhà em ca rồi nhưng mà hiếm lắm chị mới ca. Bữa chị lo hát bài này nè. Hát với ai quên rồi. Hát với không hát với Giang. Đây là mình đã đến Bình Dương rồi đó. Còn một chút nữa mình sẽ tới bên chỗ Thôn Nữ Gặp Nhau. Đến chị rồi đó, chị điện coi cái chị đó đâu. Nghe cho đến chị rồi á. Giờ này là mình tới Bình Dương rồi, đang ở Bình Dương. Hiện giờ là mình đang ở phường Tân Bình, Dĩ An, Bình Dương. Giờ này mọi người sẽ vô giao lưu với kênh Thôn Nữ Cà Mau. Mọi người xem clip giao lưu trên kênh Thôn Nữ Cà Mau nha. Mình tới đây thôi, mình ngừng clip tại đây nha. Vợ của anh Nguyễn nghe, vợ của cái anh mà làm cung nên thì chắc là mê cung dữ lắm. Bả coi tối ngày luôn, bả coi tối ngày cái bút luôn nè. Mà giờ bàn số giờ này lại mua số. Lấy kia đọc đó đi. 467. Wow. 467 có 2467 luôn. 2467 đâu? 19 28 mấy tờ vậy? 19 12 lấy chuyện cọc 19 luôn. Cô đại viên Ngọc Trinh nè. Tại vì chị mà bà còn sống là còn là 19. Có 19. Bảy tủ luôn, bê đúng tủ luôn. Đúng tủ. Cường cái bê tủ. Rồi điểm chỉnh chị. Mua vé số. Lấy số 22 đi. Lấy 22 hả? Dạ vô máy này. Lấy số này đi chị. Vậy cho em 2 tờ 22. Lấy 2 tờ 22 luôn. Ghê quá. Mãi
chiều chút số không biết sao tự nhiên cái chỗ mà nhiều vậy cao lạnh phải định cao lạnh phải định không chia ra hai tờ rồi thêm hai tờ hai hai nữa ba tờ hai hai mươi ba tờ nữa ai nó có dữ rồi thêm tờ nữa em tờ đó anh cường mua đây cường mua cái này thêm tờ dưới đây hai chung đi hai chung đi thêm tờ nữa cao lãnh mãi định cao lãnh quá trời mua vé số rồi lần đầu tiên thấy vé số và bu đen em lấy hai tờ rồi lấy số số cầu lãnh 22 là cao lãnh đó mỗi người hai tờ ghi chị Loan là mười mấy tờ dạ có rồi có rồi vé số chị sổ đây quét nữa hả số số đẹp vậy 49 ngày luôn 49 49 lấy luôn 49 ngày đúng số 49 rồi 49 ngày luôn đó không bữa nay là phải 50 mới được 50 bao nhiêu số như là bán rau ngoài chợ đó bu đen luôn không biết chuyện gì thế là một cặp vé số đây chưa giờ nữa nè giờ chị chúng rồi đó mua mà không có giờ rồi vô rồi vô thôi bà con ơi rồi tạm biệt bà con cô bác luôn nha giờ này mọi người sẽ đi vô thôn nữ Cà Mau thôn nữ dạ đi vô nhà thôn nữ Cà Mau á thôn nữ Bình Dương chào bà con cô bác nghe giờ này mọi người đang ở Vinh Sang Plaza ở Đại Lộ Bình Dương giờ này mọi người vô trong đây để coi gốm sứ mời bà con cô bác cùng tiếp tục theo dõi nghe sau khi mình giao lưu với phụ nữ Cà Mau xong rồi mọi người đi mua gốm wow mình ở trong đây đẹp dữ rồi thôi thôi kia kia ở cái bức tường cái coi nó lội kìa hết biết chưa trời ơi có đèn nè cái đèn này chắc giá trị nó bằng căn nhà luôn quá trời luôn ôi ôi ở trong đây rất là sang trọng luôn trưng bày mấy cái này cái này bằng mũ quá chừng gốm sứ à Minh Long gốm sứ Minh Long bộ này biết nhiêu 6 triệu mấy trời ơi bộ ấm trà nè 6 triệu 323 ngàn này 3 triệu mấy này là chỉ là cái bộ bình uống nước trà thôi. Mất dữ. Nó ngoài mua mấy cái đồ mà mình mua trên Đà Nẵng. 3 triệu. Ở ngoài. Kiếm mà kiếm ngay chỗ tại đi mua cái con gà gì đó. Lấy nhiều, cái đó về lấy nhiều á. Mấy cái con gà đúng không? Còn này là cao cấp luôn. Mấy cái bữa mình gặp Đà Nẵng. Về lấy nhiều trên đường về.
bộ bàn ăn 10 người 2.239.000. Như đây còn rất là nhiều loại gốm sứ cao cấp khác nữa, quá trời chữ luôn. Nồi dưỡng sinh 1.100.000. Quá chừng gớm sứ trình bày. Dĩa 100 mấy? 110.000 đồng một tô. Này kiếm cái... Ở đây người ta trưng bày lên mấy cái bàn ăn sẵn luôn để cho một khách hàng người ta lựa chọn. Như nguyên bộ trên bàn này là 1.500.000. Bộ 6 người ăn. Ta để sẵn trên bàn luôn để cho mình lựa. Rồi chị Lo cũng đang đi lựa. Kiếm cái mà cái hũ hũ đựng quá trời trưng bày đó, nhiều rồi. Quá đẹp luôn. Rồi có dĩa đựng nước mắm 20.000 500 đồng. Còn phía bên đây là bàn ăn, người ta trưng bày sẵn cái bàn ăn này luôn. Combo. Bữa của em là combo phúc lộc thọ hoa văn truyền thống. Như bộ nguyên bộ này là 10 người ăn 2.054.000. Đây là một cái bàn ăn tròn nè. Chị Lo đang lựa mấy cái đồ đựng tương tiêu. Quá trời đồ đẹp. Cái này là cái tách trà 78.000 đồng một ly. Còn cái bình trà thì 655.000. Ở mấy cái góc cột đó, người ta có trưng mấy cái bình gốm này. Mình bàn màu những bàn đó. Cái này người ta không có để giá, cái này giống như trang trí vậy đó. Cái bàn nhỏ tôi biết. Quá trời mình. Bàn này để coi cái giá của cái bàn hóa trên bàn này là bao nhiêu nha. Còn bộ bàn ăn 6 người 13.400.000 đồng. Là bộ này là nguyên bộ trên bàn này luôn. Mười mấy triệu. Rồi cái bình này cũng rất là đẹp luôn nè.
nhưng mà không có để giá. Dạ, trang trí mấy cái thứ rất là đẹp luôn. Chút ngồi chỗ này, bồn chị Chút ngồi là 1.400.000. 1.400.000. Có cái bộ hồi nãy kia 13.000 mấy. Dạ yeah, đẹp. Cắt cái nhà thiệt là sang trọng lên cái mua mấy cái này vậy ha. Chị Loan đang lựa mấy cái đồ mà để mình đựng nước tương, nước mắm, gia vị này kia. Mình đẹp ha. Dạ, 1.900.000 chính cho 2.000.000. Minh Long. Quá chừng đẹp luôn. Cái đó cũng đẹp đó chị. 1.1 triệu. 88 cho 1.2 triệu bộ. Mình nó đẹp. Này chân tụ đẹp. Mình này cũng dễ thương. Cái đó cũng đẹp luôn. Mình đó là bao nhiêu tiền? 900 mấy hả? 997. Một cái ấm trà với lại 6 cái tách. 977. Chị thấy với anh Lâm đang chụp hình. Dạ, có bộ sen đẹp á. Cũng 6 cái. Một cái bình hóa bình nhỏ. Ở đây người ta trang trí đèn ánh sáng rất là đẹp luôn, chiếu vô trong mấy cái gốm sứ rất đẹp. Đây cái bình gốm rất là đẹp luôn. Người ta chưng mấy cái gốc này rất là đẹp, bên đây mình thế này. Người ta vô đây người ta tham quan chụp hình. Nếu mà ai có thích gốm sứ thì mua. Đây là những cái nhà nào mà sang trọng á, những cái khu bếp hoặc nhà hàng là sang trọng á, mua mấy cái này về ăn cơm này kia rất là đẹp. Chị đang lựa cái bình trà. Này bình đẹp mà cái chén là nó bông nó nằm ở ngoài mà nó không nằm ở trong. Ta ở ngoài người ta đẹp mà không tự nhiên nằm ở trong. Thì nó bông này chị không bông này không bông. Này nó cái đẹp. Còn này người ta bông ngoài đẹp chứ đẹp vậy gì cũng cái gì này. Ở đây cũng có gì vậy. Nhưng mà người ta ấy bông ngoài mà lại này có chín không. Xe. Gì nữa?
này đẹp kia. Dạ. Yeah. Này quê nè, lúa nè, xe bò nè. Miền Tây đó chị, miền Tây đó. Dây nè. Là biên bộ đó là bao nhiêu tiền chị? Cái này là chỉ có. Hả? Biên bộ đó luôn là bao nhiêu tiền? 2 triệu mấy. Biên bộ 10 người. 2 triệu mấy mà cũng thì biên. Cái này chị bán bao nhiêu đó? Không có mấy cái chăn này đâu nha. Chúng ta mua tao đi, cái này phải không? Cái tàu bự này, cái tàu canh nè. Mua cái này bán bằng rong nè, nhà chanh nè. Cái này đập nước hả? Này giống như miền Tây rồi. Này đập nước hả? Đây là biên này nè. Cái lúa nè. Cái này cảnh quê chị? Ừ, cảnh. Cái này nè, chị nhìn lên. Cái đó là quê miền Tây. Quê nè. Hoa vàng nè. Ừ. Đi mọi người chén nước mắm, chén nước tương, chén muối tiêu có đủ hết. Nói chung là dân miền Tây đó. Đúng không bạn? Đúng bạn. Mấy cảnh ở miền Tây. Miền Tây không? Giống cái gì? Thì đó thì nó giống cái này nè. Chứ nó này sao nó vẽ được. Không, sao giống cái gì này? Tại nó nhỏ quá không vẽ được. Giống cái gì này là chị? Ừ, gì nè. Về ăn thịt chuột chiên nữa là đúng bài luôn. Hả? Về ăn chuột chiên nữa là đúng bài đó. Là bữa nào chị? Hả? Bắt thăm coi ai trúng bộ này. Để nhưng mà khi nào á chị? Mình sẽ ghi cái tên của con vô trong tờ giấy không bỏ vô trong cái hũ chị Loan bóc, đứa nào ra thì đứa đó lụm. Nhưng mà khi nào mới làm cái đó chị? Ủa bây giờ luôn hả? Bây giờ có bên kia đâu có đâu. Chắc là bữa chia tay chị á. Thôi chị, bây giờ chị mấy người kia sao mà đâu có đâu. Bữa nào chia tay chị á không? Bữa chia tay không? Hai phần là một phần này với một phần bình gốm cái đó, bình trà. Là diễn ra vào khi nào chị? Hả? Diễn ra khi vào nào khi... chị sắp về đó tại đi. Dạ. Giống như năm rồi. Ai đọc đắc thì chúng bộ này đọc đắc. Đắc. Ai đặc biệt, ai là giải đặc biệt. Hay là mình kiếm thôi. Hai là giao tiếp. Chắc là họ sẽ có sẵn tự mình.
Đây là đựng nước chấm nè, rồi đen cơm, dĩa, tô. Cái này chắc là để hủ tâm hay là cái gì bà con ơi, có cái lẩu. Bộ miền Tây, bộ phong cách miền Tây, bộ dân giả miền Tây để về để cái chạch chiên, chuột chiên, bộ thôn giả, cái trong đó là toàn lúa rồi gánh rồi tát cá rồi trong đó không có dễ là chuột không? Cái đó chưa cập nhật. Dễ chạy dễ cái chạy chuột dễ sao vậy quay vô nhà bò hoa sen. Đây là mình bò tách trà, chị Loan mua với bộ là 10 chén cơm, 10 chén chấm, 10 dĩa lót, một tô với 5 cái dĩa. Rồi bỏ vô chị với lại 10 cái 10 cái muỗng. Chị Loan mua cái này để dùng làm những cái giải thưởng. Bữa chị ta chị Loan về về Mỹ là mở mở live show trao thưởng. Ủa chị lấy cái set ấm trà này luôn hả chị? Bộ trà hoa sen. Tao sẽ ra góc vừa ăn chắc no cái bụng. Đồ này để dành hút súp rõ canh. Cái bộ nó có cái này, bộ nó có cái vỏ này. Đây là người ta chưng thành nguyên bộ, nguyên một bàn ăn gì đó. Như cái bộ này là 3.200.000, 32 sản phẩm. Là gồm tô, chén, dĩa, chén nước mắm, ly luôn. Có ai tính điểm tích điểm? Ê, có làm thẻ không? Đi như gì chút á? Chút, Tùng. Làm thẻ tích điểm. Tính điểm không? Ơi mốt gì chút ra đây mua tất điểm. Tính không? Làm thẻ không? Giữ đó chừng nào mua tính điểm thôi. Ok ok ok. Điểm sao? 1 triệu là tính được bao. Một năm. Chứ ngày năm nay là cũng như chị mua này rồi là có điểm rồi đó. Là triệu là một tích 30 điểm là 3. Dạ mình nghe. Nè điện không tên đi. Chị đâu có ở đây rồi. Nè qua đây.
làm gì ta đây mà. Ngoài chiếc dĩa ghe thì ở trong đây người ta còn trưng bày rất là nhiều loại, có nhiều cái sản phẩm khác nữa. Mấy cái này không biết là người ta có bán không nữa. Xe ngựa. Này sau khi đi mua gốm sứ xong thì mọi người ăn kem. Rất là nhiều kem luôn. Bánh quế hả? Ấy mình bỏ mình vô bánh quế hay là bánh ly vậy? Bánh ly mua múc ăn với cái chị. Bỏ chị ly đi. Nhưng mà nếu mình bị viêm họng mà mình thấy kem mình cũng mê nữa. Ăn đi. Trời ơi, rất là nhiều loại luôn. Rất là nhiều loại kem luôn. Lâm có ăn không? Chung. Lâm Chung nè. Lâm Chung. Lâm Chung. Lâm Chung. Lâm Chung bữa nay từ mới nữa rồi. À, cái này là sô-cô-la gì em? Hỏi ấy có ăn không? Ờ, lấy chị cho tôi làm cái bánh quế đi. Bà đi cô ạ. Chưa quá. Thế là vừa. Thế mức rửa coi ta. Cái đó gì vậy cưng? Vậy cái đó là kem giả. Cái gì? Kem giả. Hả? Kem giả. Kem giả hả? Giả là kem gì? Tức là kem ăn chơi chứ đâu ăn được không? Cái này là kem giả. Dạ, cái dưới đó là trưng bày thôi. Trời ơi. Nãy giờ tưởng đâu trong trong tủ lạnh. Còn này trưng bày. Kem gì? Là giả là trưng bày thôi. Hèn chi. Cái kem ăn được trong đây đi. Đâu giả lúc nào cũng đẹp hơn rồi. Đúng rồi. Đi kem dừa luôn đi. Kem dừa đi chung, kem dừa ngon nè, kem dừa nè. Sao vậy? Anh đâu vậy hả? Video tới đây đã kết thúc. Xin cảm ơn quý bà cô chú anh chị đã theo dõi. Hẹn gặp lại trong những video sau nha.